Xin kính chào quý cô chú anh chị, em bên nhà đất Phạm Duy. Ngày hôm nay em xin quay cho quý cô chú anh chị xem một căn nhà cấp 4 được xây trên nền đất là diện tích ngang 10 dài 20. Nhà của mình thì nhà cấp 4 còn khá là mới, diện tích xây dựng là 10 x 10 là 100m2. Và giá của gia chủ mong muốn thu về là 650 triệu. Và bên em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị nào muốn lên thổ cư nha. Giá thổ cư lên ở đây thì tầm khoảng là 10 triệu cho 100m2 ạ. Nhà mình thì gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà tắm. Đây em sẽ quay cho cô chú anh chị xem mình còn một cái lô đất liền kề với căn nhà mình là diện tích 10x10. Còn một lô đất trống thì cô chú anh chị mình về đây sinh sống, gặp lập nghiệp, nghỉ dưỡng, mình thích xây thêm một cái căn nhà hoặc là nhà trọ, hoặc là mình có thể trồng cây kiển hoa màu gì đó thì cũng rất là phù hợp cho mình về đây sinh sống và nghỉ dưỡng nha. Đây là căn phòng ngủ của mình, là căn phòng ngủ bên tay phải. Rồi bên tay trái mình đây cũng còn một cái căn phòng ngủ này nữa. Nhà mình thì nhỏ nhắn xinh xắn, rất là dễ thương, có gạch lót lên tới 1m6, la phong thì được đóng xong hết rồi nên nhà mình rất là mát. Và đây là cái nhà tắm của mình. Nhà của mình thì cách trạm thu phí chỉ có 250m thôi, thành ra là cô chú anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh á, mình vừa xuống cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh á, là mình tới nhà của mình ngay, rất là thuận tiện. Và ở đây thì tiện ích đầy đủ nha cô chú anh chị. Nhà mình thì thuộc ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và diện tích là ngang 10 dài 10, giá 650 triệu ạ. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại em có để trên màn hình là 0985 37 37 19. Em sẽ đưa quý cô chú anh chị mình đi xem nhà nha. Trước nhà mình nó là view kênh sông, trồng rất là nhiều dừa, rất là mát luôn. Em xin kết thúc video ạ.